Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Qua bên này coi, bộ trang phục ma tốc độ này thì trông giống như kiểu là mấy cái tay đua ấy. Đây anh em, tay đua người ta hay chạy xe đua ấy, thì mấy cái bộ trang phục này. Đây như bộ này này, vua tốc độ không phải là ma tốc độ. Sorry anh em, kẹo hơi nhầm xíu. Đậu xe này, đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Thôi xong, thằng bé xanh mộ. Một mạng đầu tiên vô cùng là dễ dàng. Thế này thì quá ổn rồi anh em. Qua chỗ này thì có hầm sát này, có một cái giáp 2 nhá. Đây, qua bên kia lượm sát, cái thằng mà kẹo vừa kill luôn nha anh em. Chúng ta sẽ có thêm được đạn súng tiểu liên. Xác nó đâu nhỉ các bạn ơi, ở đây, đấy. Có huy hiệu tự săn mà đây là đồ khá là ngon. Làm sao chơi anh bằng FD hả, qua đây. Thế thì qua đây, thế thì qua đây. Hẳn là chơi mình bằng FD cả. Thế này thì có lẽ là hơi can đấy. Từ từ mình cuốn máu cái đã. Cuốn phun máu thì anh chấp chú chơi bằng FVD luôn nhé. Bật giảm thanh lên luôn anh em ạ. Đậu xe này làm sao em ơi. Ui, làm sao em ơi. Lên bản điểm số nha em. Cuốn máu thôi anh em ạ. Phần này hơi can này. Ui, bộ trang phục vừa tốc độ này anh em thấy ngầu chưa. Ngầu vãi trưởng luôn ấy chứ. Ơ đậu xanh. Đứa nào qua đây vậy? Có một đứa vừa qua bên này anh em ạ. Mình nghe thấy kiểu như là tiếng chân gần lắm. Xem thằng này nó có gì đây. Ồ, nó có một khẩu EMP à. Để mình quần máu full cái đã nha anh em. Anh quay mất 20.000 vàng thì sở hữu được cái bộ trang phục này em ơi. Xong này xíu coi, tiếp tục kêu thơ mạng nha anh em. Ui, bạn nào xấy cam vậy? Bạn nào mà xấy cam vậy hả? À đủ, xấy cam vậy hả em ơi. Xanh mộ rồi nhé em. Có được luôn MP40 này, quá ổn. Vứt khẩu lục đi. Đơn giản là vì kẹo không có xài cái gì thì kẹo sẽ vứt luôn anh em ạ, cho nó rộng ba lô đấy. Tầm này thì ngon rồi. Ơ, mình vừa vứt lộn một cái băng đạn súng tiểu liên ra ngoài nhá. Đây coi thôi mọi người, lấy con xe này và chúng ta lên tạm phía cổng chơi luôn nha. Ok. Ơ, chạy xe hơi ngáo tí, sorry anh em. Bật giảm thanh là giảm tốc độ bắn của tiểu liên đó anh, thế hả em? Cái này thì anh không biết đấy cơ, hay là... hay là nhầm hả em? Anh không rõ lắm. Trong UAV thì lại không có người các bạn ơi. Đây rồi, một đứa đang chạy đây nhé. Làm sao chạy đâu Hải ơi. Chạy đâu Hải ơi. Lên bảng điểm số luôn, chưa kịp ngáp luôn anh em ạ. Thằng bé này. Ok, như vậy là mình đã có được cái ống ngắm. À đâu, cái nòng súng 3 anh em ạ. Ngoài ra thì có cả ống ngắm 4x nữa, tuyệt vời. Lên xe và tiếp tục săn mạng thôi nào các bạn ơi. Như vậy là hiện tại chỉ còn lại có 23 người chơi nữa thôi nhé. Mình xem, mình lên cổng chờ, mình cố gắng kiếm thêm mạng thôi nào anh em. Lên luôn và không có gì phải ngại cả nha anh em. Cái này tuyệt vời. Ồ, chỗ này có nghe một con keo này, khả năng cao là có người nhá. Đây rồi, hai đứa cả. Vãi trưởng, cán xong một đứa rồi nha. Ok. Một đứa ở trong nữa này. Làm sao? Làm sao tính chơi anh à? Xong luôn mạng thứ 6 dành cho sĩ kẹo. Một cái đứa rơm rơm này tính sơi kẹo mà dễ hả? Ngon là cái đào. Ok, chào tất cả mọi người nha, mình xem mình kiếm thêm tìm máu cái đã. Thằng này thì có quầy bắn súng các thứ này, đồ khá là ngon. Có tìm máu đấy hả, mình chắc là vứt bớt đạn súng tiểu liên đi. Lượm thêm 2 tìm máu này. Hòm sát này không có này, thế qua cái hòm sát ở ngoài coi. Mình có tông một đứa ở ngoài mũ 3 các thứ này, ui máu này. Ngon chứ anh em, vứt bớt bắn đạn súng trường lượm thêm máu này.
Đó bán súng thì kẹo cũng bỏ đi luôn. 4 túi máu hả? Hơi ít rồi. Chúng ta vẫn sẽ cần thêm máu nhá. Ở trên này có người. Thằng nào vậy? Thằng nào vậy hả? Đậu xanh này làm sao? Xong luôn. Úi dồi ôi ngon lành. Thế này thì nó lại ổn quá rồi nha em ơi. Mạ thứ 7 luôn nha. Bạn nào bảo là không gắt đi. Chờ của đứa lên anh em ạ. Lên đây em ơi. Mình đang đứng lên một chỗ chờ nó lên này. Không cử động luôn này. Nó không dám lên các bạn ơi. Nó ra ngoài nó câu lựu à. Có giỏi lên trên em ơi. Vãi chửa thằng bé không lên. Không lên thì đánh thôi vậy. Mình đã có 5 tìm máu tầm này là ổn rồi. Có một đứa mà nó không chịu ra ngoài. Anh em đã không chịu lên ấy. Thế thôi. Đi ra ngoài mình lấy xe mình chạy anh em ạ. Vâng. Mình đã có được 7 kill và còn lại 16 người chân nữa nha. Let's go nào mọi người. Xe vẫn còn là mới chán. Đây qua thính thôi. Thính thở ngay phía 30 độ này. Qua luôn thính chứ ngại gì đâu hả anh em. Uầy từ 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 từ. Mình lách qua đây xíu này. Đúng rồi. Nó phải như vậy. Đánh lái qua mấy gốc cây quá chuẩn luôn. Ơ thính này là thính AWM. Mà AWM thì kẹo không chơi nên sẽ không lượng mọi người ạ. Ok này kẹo đang có 12 mắt xem nha. Và còn lại 13 người chơi nữa này. Rồi. Cố gắng kiếm top 1 luôn chứ ngại gì. Người đâu cả chúng ta. Mình lên trên cái phía 120 coi. Tiếp tục săn lùng thêm người nào anh em. Bọn này còn to lắm mà còn lại có 12 đứa thôi à. Thế này thì bao giờ mới kiếm thêm bạn đây. Nên là xem ra thì trong vấn này kiếm mạng cũng là một điều hơi bị khó khăn đấy. Khi mà kẹo đang có 7 kill rồi. Tất nhiên là mình cố gắng kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 là ok rồi. Đấy, nhưng mà không thấy ai. Mình chạy tận ra ngoài này rồi nhưng mà vẫn đang hơi bị vắng này. Anh em thấy chưa? Chưa thấy một ai luôn này. Hôm sát thì có nhưng mà người không có đâu. Nó là cái bản đồ kho báu, không phải hòm xác, mình hơi nhầm. Hello mọi người. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhé. Đừng quên đó là hãy chia sẻ livestream để ủng hộ cho mình. Oh my god. Không có người anh em ạ. Nhưng mà ngoài này có xe mới hả? Đổi qua xe mới chạy cho bon ấy. Xuống dưới cái khu vực tháp đồng hồ một xíu nha anh em. Quan trọng là kiếm thêm mạ thôi mà. Nhưng mà chạy kiểu này thì đào đâu ra người đây. Còn lại có 11 đứa nữa ở trong trận đấu này thôi. Như này sao chơi. Ở đây chỗ này chỗ này. Một đứa bên này nha anh em. Ok các bạn. Ở phía sau mình có người hả? Thế đi kinh rồi. Thế đi kinh rồi. Qua đây. Qua đây em ơi. Làm sao tính chơi anh à? Làm sao tính chơi anh à? Làm sao em ơi? Chơi anh không dễ thế đâu nhé. Mình đang còn máu cái đã. Thằng bé nãy định chạy qua ăn mình này. Đây hả em ơi làm sao? Úi dồi ôi. Cũng mặc cái bộ trang phục vua tốc độ hả em. Nhưng mà ăn anh thì đâu có dễ hả em ơi. Thằng này có thêm bom keo này. Đạn súng tiểu liên nữa này. Mình nhớ là phía ngoài thì có thêm một đứa nữa à. Oh my god. Thôi kệ đi. À đây, trên tầng. Chỗ này các bạn ơi. Mình thấy thấp thoáng đâu đó như có người. Chạy đi em ơi.
Ok, lên bảng điểm số. Một đứa gạ dao gạ chảo khá là gần ngoài này. Mình nghe thấy tiếng gạ dao gạ chảo anh em ạ. À đây rồi, thấy rồi nhé em ơi. Thấy chú rồi nhé. Làm sao này, vỡ đâu. Mạng thứ 10 à, anh em thì căng chưa. Kẹo đã có được mạng thứ 10 rồi nhé. Vào đây, vẫn đang còn tận 8 thằng nữa cơ. Lên xe thôi anh em. Quyết tâm săn thêm mạng nào. Ui, chỗ này hơi nhỏ nhưng mà vẫn đi qua được nhé. Ok, 8 người chân nữa mà thôi. Ủa, phi công nó láo vậy. Vai trưởng quả thả có xe motor chắc này tôi phải gọi là ngàn năm mới nhìn thấy một lần anh em ạ. Quả thả con xe motor chắc như này thì kinh rồi. Vai trưởng phi công. Thế chịu rồi anh em ơi. Thằng nào qua đây? Đúng rồi qua đây em ơi. Cứ qua đây. Cứ qua đây em ơi. Anh thấy chú xanh mộ này. Thanh niên. Ngon lành. Không biết là nó có ra không nhỉ anh em. Nó có tặng cho mình luôn con xe mới nữa. Thêm bao keo này. Ô ra thì lại không có cơ. Có giảm thanh thôi mình không cần đâu. Đi nào mọi người ơi, xe mới luôn. Quá đã. Xem có cái món gì lượm thừa không thì không có. Và bây giờ thì mình full trang bị tím luôn này. Thế này thì đủ ổn chưa anh em ơi. 11 kill rồi nhá. Lên chân này thì có một hòm thính xanh à. Thằng nào gọi thính vậy? Báo danh thằng nào vừa gọi thính ở đây vậy? À đủ. Chưa thấy người anh em ơi. Mình xuống phía dưới một xíu coi. À đây. Vãi trở nó ngụy trang thành cây luôn anh em ơi. Thế này thì anh sợ chú quá rồi. Chưa chết cả. À bắn thêm cái nữa nó đai. Bắn thêm cái nữa nó đai này. Em ơi sao lại phải chơi trốn chui trốn lủi như vậy em ơi. Cuối cùng bị anh sấy, buồn đời chưa? 12 kill rồi. 5 mạng đấy hả? Đơn giản thôi, cố gắng hạ 5 mạng nữa kiếm lấy trận top 1 nào. Đây mình lái xe, mình chạy lập vòng coi, cơ bản là mình xem thấy có ai ấy, thì mình sẽ sấy cho nó luôn. Đây rồi. Ngay phía trước có một đứa anh em ơi. Đây hả? Thanh niên, vỡ đầu. Một đứa ở ngay phía ngoài à? Để mình coi. Đây rồi. Sau gốc cây các bạn ơi. Bật giảm thanh này. Đậu xanh này làm sao? Mình vừa bật giảm thanh rồi nhé. Đậu xanh làm sao em ơi? À đủ nó vẫn chăm chỉ đứng sau gốc cây nghe mày. Vỡ đầu này cái đầu này ngon lành rồi. Có 3 mạng cuối này, 3 mạng cuối kẹo cũng đi xem luôn anh em ạ. Ngại gì. À đủ giờ là còn 2 mạng cuối thôi nha. Pha này hơi căng rồi đấy nhá. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến nó là 33,33333% rồi. À phía dưới thực sự có người anh em ơi. Chúng nó đang xấy nhau ở ngay phía dưới cả này. Lên bảng điểm số nha em ơi. Thằng cuối xong bao keo hả? Ok thôi. Làm sao? Xong bao keo hả em ơi? Thằng cuối xong bao keo này hả? Làm sao bạn đây? Dựng bao keo với kẹo à? Dựng bao keo với kẹo à? Yes. Top 1 16 kill. Quẩy nào. Trời ơi trang phục này vua tốc độ này. Nó phải như vậy chứ anh em. Ngon này cái nào. Quá ổn rồi. Ok, 16 kill top 1 với bộ trang phục vượt tốc độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.